Đây là video hướng dẫn về kiểm tra xem ai đang online như ở Facebook ạ. Khi người ta online, người ta đăng nhập, người ta online cái thì nó sẽ hiện lên online, người ta khi người ta hủy offline đi ạ thì nó sẽ mất đi, kiểu kiểu như thế. Thế này sẽ sử dụng Laravel và Pusher. Bài này sẽ không hướng dẫn cài đặt cơ bản từ đầu, và mặc dù á nó còn một số chi tiết nhỏ chưa đạt yêu cầu lắm, nhưng mà về cơ bản thì nó có cái lõi khá là chuẩn rồi. Nếu mà muốn mình có thể edit thêm thì trước tiên á tạo một cái file giao diện cho nó. À, giờ mình tạo một cái controller với ba function index của nó á, thì mình sẽ trả về giao diện cho cái view giao diện như này này đó. Còn phần thứ hai á, mình sẽ phần thứ hai phần endpoint này á, để nó sẽ tạo endpoint để nó xác thực với pusher. Thì để gọi tới hai cái này thì get online, ra get online. Thì nó sẽ gọi tới cái function online controller và function index. Còn post pusher out rồi á thì mình sẽ gọi cho phần endpoint, thì cái này mình sẽ giải thích bên kia. Đây, và bây giờ vào giao diện thì trước tiên là ở trên đây phải có thẻ meta CRS token này. Đó, các pusher query này. Ajax header CRS token này, cái này cũng bắt buộc phải có này. Đây là những cái bắt buộc phải có. Đây là giao diện. Đây, đoạn script này thì cũng khởi tạo pusher. Nhưng mà khi khởi tạo pusher ấy, thì nó cái này nó khác với các cái khác, là nó cần endpoint. Endpoint là nơi pusher nó xác thực á. Khi bạn chạy cái file thì nó sẽ gửi cái xác thực tới một cái đường link. Thì bình thường á, giao diện của khi pusher nó gửi ấy, thì nó sẽ gửi thế là localhost pusher out. Nhưng mà mình có thể config lại cái đường dẫn này, vì bởi vì đường dẫn này nó không chuẩn. Mình sẽ config thành cái đường dẫn của mình. Đó. Nhưng mà đây là phần thức post thì các bạn chạy cái này không chạy được đâu. Nó gửi post lên mà. Thì các bạn out endpoint này, các bạn cho một đường link này thì nó post lên. Và thêm một cái out header này nữa cũng chứa CRS token để nó có thể chứng thực được token. Rồi ở bên online controller á, thì mình có ba biến, biến pusher này để khởi tạo pusher, biến channel là biến kênh chat, kênh mình sẽ gửi cho pusher. Thì cái kênh này mình sẽ để khác với các kênh thông thường ấy, để gửi lên pusher thì bạn đặt tên tên kênh ở đây này, đặt thế nào cũng được. Nhưng mà khi muốn dùng chức năng ai đang online thì bạn phải dùng present present channel của pusher. Thì như thế là mỗi tên kênh của bạn á là đã phải có tiền tố present đằng trước. Đó, thế thôi, phải có tiền tố present trước để muốn sử dụng kênh này. Đây, mình khởi tạo pusher. Khi khởi tạo pusher xong thì khởi tạo một biến pre channel để gọi tới kênh channel này cho pusher. Rồi bây giờ thì con này có trả lời thì khi mình chạy đồng thời nó sẽ gửi post lên cái route pushout này. Thì có pushout gọi cái function là endpoint. Function endpoint này có nhiệm vụ là lấy cái thông tin của người dùng bao gồm cái ID và avatar, và cái function này nó sẽ trả về cái chứng thực cho pusher echo này. Echo tức là sẽ in ra đúng không? In ra thế này nó sẽ trả để pusher nhận dạng nó là đã gửi thành công, xác thực thành công hay không đó. Đó. Thì
Cái này á thì bọn mình dùng hàm present out thay vì hàm trigger, và cũng truyền cái thứ nhất là truyền tên kênh, cái thứ hai là phải truyền một cái biến put socket id. Như ví dụ như nếu mà truyền những kiểu trigger ấy, chỉ cần tên kênh này, tên event này và dữ liệu thôi. Nhưng mà kiểu này á, kiểu present channel dùng kênh đấy thì phải truyền thêm một cái biến socket id này nữa. Cái này khi nó post lên super á, thì khi mình xài này thì nó sẽ cũng đồng thời post lên một cái biến socket id này, và biến này nó sẽ thay đổi theo thời gian, mỗi lần post là một biến để nó xác thực, và truyền một cái member id để xác thực người dùng và cái dữ liệu mình cần gửi sang view, gửi gửi lên pusher. Với sang đây thì mình sẽ lấy pusher trả về. Khi các bạn subscribe, tức là khi một người người dùng mà đã subscribe vào cái kênh này á, khi đăng nhập á, subscribe vào thì present sẽ buy tới một cái event là subscription success, tức là đã theo dõi thành công. Thì sau khi theo dõi thành công á, thì tất cả những nó sẽ là những cái dữ pusher sẽ gửi cho một dữ liệu là member số nhiều nhé. Đó. Member này thì nó chứa thông tin của tất cả các người dùng mà đã subscribe, mỗi người dùng đăng nhập, mỗi người dùng subscribe, thì mỗi người subscribe nó sẽ là nhiều một mảng. Subscribe xong thì sau đó, còn đây là phần xử lý giao diện, mình có một cái giao diện đây thì nó làm rỗng cái giao diện đi. Sau đó là dùng hàm x của JavaScript để đưa từng cái biến, từng cái insert member một vào vào cái giao diện. Đây nó gọi cái hàm add member là hàm nào, add member là hàm này đó, tạo một thẻ ly đây của mình đây, có một thẻ u l, và bây giờ mỗi member online á, là một cái này này, một cái hình chữ nhật này này, là một thẻ ly, cặp thẻ ly. Thì cặp thẻ ly này thì mình sẽ để ở, mình sẽ chèn vào và cặp thẻ ly này nó sẽ chứa được một cái ID để xác thực của ai, người nào, thì mình sẽ gắn cái ID của cái thẻ ly này chưa bằng cái ID của cái user đấy. Ảnh thì mình cũng phải gửi ảnh insert vào, mình lấy từ member ra mà. Pusher nó gửi về member. Tương tự tên cũng vậy, thế thôi. Giờ mình chèn nó vào cặp thẻ UL đấy, thì với mỗi member thì nó sẽ chèn một thẻ ly. Thẻ ly như vậy thì nó sang một người như này. Function là remove member này. Khi người ta không subscribe nữa, mà không subscribe, mà khi người ta thoát sau đó thì nó pusher sẽ nhận được sự kiện là remover, và họ đang hàm remover, và hàm remover á, thì mình sẽ lấy ra cái thẻ ly mà có cái ID bằng cái ID của cái người vừa thoát á, và mình gán nó ra, tức là mình loại bỏ ra dùng hàm remove của jQuery. Gửi lên như thế này, pusher nó sẽ xác thực được. Đấy. Subscribe này, thì một người đăng nhập công nó subscribe xong nó bảo subscribe thành công. Đấy, subscribe thành công, nó gửi một lượng data này. Bên này cũng thế. Mình đã subscribe thành công, thì khi một người khác mà cũng vào một cái kênh này á, nó sẽ dùng sự kiện member add này, member add đó. Còn khi người ta thoát ra thì sẽ dùng sự kiện remove và cũng truyền cái kênh này và truyền cái ID để remove vào cái người thoát ra, tức là remove thẻ ly này để pusher biết. Cái này thì đó là xong cơ bản rồi, nhưng mà có điều cái mình như thế này, khi mỗi lần mình reload lại á thì nó vẫn hiện ra số người online, nhưng mà ở các kênh khác á,
mình nhốt ở bên này ấy, nhưng mà các kênh khác nó sẽ chèn nó một cái này, chèn thêm một chỗ bị trùng. Thì cái này mình nghĩ là do cơ chế ở cái online controller này mình không có xác thực, tức là khi mỗi lần người ta reload lại, người ta vào function index này, nó trả về view này, sau đó nó đồng thời nó post lên như này, và sau đó nó sẽ làm lại một quá trình gửi dữ liệu xong theo dõi xong lại thêm member vào từ đầu, như thế là nó sẽ trùng. Còn để tối ưu hóa phần này á, nếu không trùng này thì mình nghĩ á, sau khi là các bạn cho, ví dụ các bạn cho người ta đăng nhập đúng không, người ta đăng nhập xong á để bắt đầu tải nguyên cái controller và cái hàm đăng nhập đấy á, thì các bạn xử lý, nếu mà người ta đăng nhập thành công thì bắt đầu là mình sẽ chọn tới khi đăng nhập thành công á, thì mình sẽ gọi tới cái hàm post này, mình đặt tên cho cái ra post này, sau đó mình redirect từ cái đăng nhập xong á, mình redirect sang cái ra post này, redirect này sang post, post này sẽ gửi. Và như vậy thì mỗi member thì đăng nhập một lần đúng không, khi đăng nhập rồi thì không không thể đăng nhập lần nữa, thì vậy là nó một lần post thì cái này nó chỉ xuất hiện một lần thôi. Và cái hàm đăng xuất thì mình cũng gắn sự kiện remove cho nó, cái này thì mình cũng chưa làm mà nghĩ thế cho nó khi người ta đang, đây là mình làm test thử nên mình mới để kiểu này, để kiểu này thì nó cũng cũng giống thôi nhưng mà nó không ổn, nó gây trùng lặp á, để ý nó cứ mỗi lần vào cái trang này nó lại thế mà nó không xác thực người dùng, đây này không có xác thực đâu đó. Vào đây là vào kiểm tra lấy luôn chứ không xác thực là người dùng đăng nhập hay chưa. Mà khi nếu bạn kiểm tra ở cái hàm đăng nhập á, à, ví dụ tôi mở cái hàm social controller đây, khi người ta đăng nhập thành công á thì bắt đầu các bạn copy cái này sang đây, chứa thông tin người dùng sang đây, copy cái đoạn này này ở bên này, và sau đó các bạn gọi tới đặt tên cho cái row post này, rồi gọi tới cái report đấy, redirect tới cái report đấy, post xong á thì nó sẽ gửi về cho cái dữ liệu cho pusher biết, pusher biết sẽ trả lại trình duyệt cho mình, pusher biết trả lại trình duyệt cho mình. Và khi đăng nhập với dĩ nhiên bạn sẽ cho người ta đăng nhập lần nữa không, phải người ta đăng xuất thì mới đăng nhập nữa, như thế thì nó sẽ không bị hiện nhiều nhiều lần trùng lặp như thế này.